tình huống thổi phạt cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai khi phạm lỗi với Đỗ Duy Mạnh. Thẻ đỏ rồi. Trọng tài Trương Hồng Vũ đã rút thẻ đỏ trực tiếp với trung vệ tăng tốc đầu tiên. Tổn thất quá lớn dành cho đội khách. Cú vào bóng không cần thiết của Tăng Tiến với Đỗ Duy Mạnh. Tăng Tiến đã vào cao chân và đạp thẳng vào đầu gối của Đỗ Duy Mạnh. Rất nguy hiểm.